sẻ thì hôm nay đúng là tôi cũng có thêm những cái kiến thức mới đấy ạ. Tức là cái thận của chúng ta có vai trò rất quan trọng và nhiều khi nó còn ảnh hưởng đến cả xương khớp nữa. Có lẽ đây là một cái kiến thức mà chắc là không nhiều quý vị khán giả biết được đâu ạ. Vâng. Vâng ạ, xin phép được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Hải An, tức là ở câu hỏi trước thì bà cũng đã đưa ra một số những cái triệu chứng khi mà thận của chúng ta bị suy yếu ấy, thì bà có thể nói kỹ hơn lại về vấn đề này để quý vị khán giả có được những cái dấu hiệu cho mình khi mà thận của chúng ta đang không được khỏe. Khi thận của chúng ta không được khỏe thì có thể dẫn đến rất là nhiều các cái biểu hiện. Tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào từng cái bộ phận của thận bị ảnh hưởng thì nó dẫn đến những cái biểu hiện gì. Ví dụ như là thông thường nếu như chúng ta bị những tổn thương của đường tiết niệu hoặc là bệnh lý của đường tiết niệu thì thường triệu chứng lâm sàng xuất hiện sẽ rất sớm và bệnh nhân sẽ ví dụ như là thấy nước tiểu của mình có vấn đề hoặc là đi tiểu có vấn đề, người ta đi tiểu nó không được bình thường, rồi số lượng nước tiểu thay đổi, màu sắc nước tiểu thay đổi, hoặc là người ta cảm thấy đau hoặc là sốt, đấy là những cái liên quan đến đường tiết niệu. Còn đối với bệnh lý của cầu thận thì nó khó hơn bởi vì nó kín đáo hơn, có những cái giai đoạn khi mà còn rất sớm thì hầu như không có triệu chứng lâm sàng gì đâu, bệnh nhân sẽ không cảm thấy có một cái gì bất thường cả bởi vì thận nó cũng có một cái khả năng bù trừ và cố gắng để mà hoàn thành nhiệm vụ, nói chung nó có trách nhiệm rất là cao. Vì vậy cho nên là khi mà có vấn đề thì bao giờ nó cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nỗ lực hết sức rồi mà không thể gánh được cái nhiệm vụ của mình lúc bấy giờ thì nó bắt đầu mới có ý kiến là tôi ốm rồi đây. Và khi đó thì câu chuyện đã đi khá xa rồi, bệnh nhân sẽ có thể bị phù bởi vì thận không còn khả năng điều hòa được cái tình trạng cân bằng về nước. Bệnh nhân có thể có huyết áp cao bởi vì là bệnh người ta không điều hòa được huyết áp hay là bị thiếu máu. Và đặc biệt là những cái tình trạng này nó sẽ càng gặp nhiều hơn và cái tỷ lệ mức độ nặng bệnh nó càng nặng hơn khi mà tình trạng chức năng thận càng giảm. Thì bên cạnh đó thì bệnh nhân có thể có cảm nhận thấy là xương của người ta có vấn đề, người ta đau hoặc là người ta cảm thấy rất là khó chịu ở trong người bởi vì bị ngộ độc mãn tính, người ta không thể thải được các chất độc ra ngoài cho nên là ăn uống kém ngon, cân có thể bị thay đổi vân vân. Tức là những cái triệu chứng nó nhiều khi nó không có cái gì là gợi ý một cách cụ thể là bệnh thận đâu mà nó là một cái tình trạng chung của toàn cơ thể, cảm giác thấy mệt mỏi uể oải. Vậy cái thực trạng chung của những cái bệnh nhân mà bị bệnh thận hiện nay ạ, thì họ có theo cái những cái thống kê của bên y tế của mình thì họ có kịp thời phát hiện ra thường là ở những cái giai đoạn đầu không ạ, hay là đã đi đến những cái triệu chứng như là Phó Giáo sư nói rồi họ mới phát hiện ra là mình bị thận? Vâng, hiện nay rất đáng tiếc là chúng ta chưa có một cái hệ thống để mà khám và sàng lọc bệnh từ giai đoạn sớm hoặc là khi mà giống như là chúng ta chăm sóc ban đầu. Vì vậy cho nên rất nhiều người khi có triệu chứng rồi thì người ta mới đi khám bệnh. Và khi mà đã có triệu chứng rồi thì thường là bệnh đã được ở giai đoạn muộn. Trong các cái bệnh lý về thận và đường tiết niệu, thường bao giờ thận thì cũng đi kèm với đường tiết niệu. Chúng tôi thường phát hiện bệnh sớm ở những cái người có bệnh lý tiết niệu bởi vì họ có những cái biểu hiện rõ hơn và nó nặng hơn, tức là người ta cảm nhận thấy rõ ràng hơn, vì vậy cho nên thường phát hiện thấy rõ hơn. Còn bệnh lý của cầu thận thì thực sự là rất là khó khăn, chỉ trừ có những cái đợt bệnh cấp thì may ra mới phát hiện được ra, còn nếu không thì nó cứ âm thầm như vậy và cho đến giai đoạn cuối cùng. Rất nhiều trường hợp của chúng ta phát hiện là đã đến giai đoạn cuối khi mà chức năng thận không còn có thể đảm đương được cái nhiệm vụ của mình nữa, và vì vậy chúng tôi gọi đấy là bị suy thận. Và khi đã bị suy thận rồi thì chỉ còn một biện pháp duy nhất, đó là phải điều trị thay thế thận suy để có thể duy trì được cuộc sống của mình. Đấy là cái điều rất là đáng buồn, nhưng mà để có thể phát hiện được ra bệnh sớm thì nó cũng không phải là quá phức tạp và không phải là quá tốn kém. Tuy nhiên là vì có lẽ cuộc sống của chúng ta nó có quá nhiều những cái nỗi vất vả rồi, nhiều khi người ta cũng không ý thức được cái điều đó cho nên chúng ta bỏ qua cái giai đoạn sớm rất nhiều. Vâng ạ. Hy vọng là với những cái kiến thức ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng sẽ có cho mình được những cái trang bị thật là tốt để có thể sớm phát hiện ra cái bệnh lý của mình và có cái hướng điều trị kịp thời ạ. Vâng.